Rồi tiếp tục lên like nha. Đồ linh mỹ đã quá sử dụng từ nãy giờ, em quên xé mất lịch luôn. Từ sáng giờ chứ. Cũng là pilot bây giờ là hàng 3 kíp là không bán gần hết rồi. Pilot anh em chỉ có tranh thủ chốt rồi thôi chứ cũng không còn nữa. Còn có ít đi, còn có chút ép à. Chị này là nó gửi cái gì mà có một cái sợi chỉ lòng bòn đó. Rồi xong sợi chỉ nó may á, may ở trên này nó để lòng bòn hai bên luôn nhá. Đầu lan là một con pilot mùa hè của tàu hàng vai 52 và dài áo của nó là 68 với một con pilot tàu hàm mùa hè anh em bận xuyên mùa được mới kiêng. Con này là có thể nói chưa sử dụng cũng được. Size của nó là medium ha. Mùa hè rất là đẹp. Ai thích form ngầu ngầu là chốt con này ha. Bao chuyển hàng cấp phát cho anh em luôn. Rất là đẹp luôn này. Mới kem. Chỉ có được con này là đang còn mới kem nữa thôi. Mới kem là like lúc sáng có mấy con nữa. Mới cũng không kem lắm. Buổi sáng có con vắng cắt đang còn mới kem. Và như có một con mới kem thì nó bị rách ra cái dây kéo rồi. Con này là mới kem nữa thôi này nha. Cái độ mới của nó là 98% á. Rồi 60-70kg. Nhưng mà bệnh 60kg là thoải mái nhất. Thoải mái nhất. 70kg là hơi nâng ra một chút nha. Miếng dán đầy đủ hết. Tốt tụi em con này 3.8 mà 36. Mấy cái dòng mà mới đẹp này là không có sợ. Tâm lý người bán không có sợ. Bởi vì nó đẹp, đạt chất lượng thì hàng hiếm thôi. Cho nên là nó không có sợ. Cái loại mà lũng rách thì nhiều khi mình còn bảo là người mà đi tìm hồ hàng đẹp khó lắm. Khó. Tiếp tục một con rần ri vải caro vai 55 là 89, dài áo là 80. Cái vải caro vai tem là 2 tem, cờ tem là 3 tem. Ở trên cái vai của nó bị lủng một lỗ nhỏ siêu siêu. 3 tem này là được 200.000, bởi vì cái cờ là 100.000 anh em. 80-90kg nha. Ai ưng con này chốt chùm em là 250 mã 35. Quên nói 2-3 cái tem này, chưa tính 2 tem này là 5 tem, là thành 6 tem, giá trị là thành 300.000. 5 tem nhưng mà cái cờ này 100 này là tính thành 2 tem là 300.000 tiền tem. Con áo bán 250 mã 35, được tặng tem và bán tặng áo. Tiếp một quần Navy Seal chất vải caro nha em ơi, hàng của lính Mỹ nha. Bụng của nó 74 và căng hết cỡ là 80. Có nhiều anh em thắc mắc bảo rằng là bán cho anh con quần kia đi, bởi vì mấy con quần khác em bán 8-900 là hết đắt. Vậy thì tại sao anh em không chốt cái con rẻ này đi, đúng không? Nếu mà mình so sánh quần với quần thì chốt con rẻ này đi. Phần trăm con này mà được một gốc của cái con mà em bán 1.000.000 mới là lạ. Mới là lạ. Tiền nào của đó mà, đúng không? Rồi con này đều mà đẹp này. Đều mà đẹp nhưng mà trên cái phần lưng của nó ở đây có một cái lỗ tâm nhỏ chút xíu thôi. Cái lỗ này đúng ra chả cần phải báo lỗi. Một cái lỗ tâm nhỏ chút ép à. Coi như là không có lỗ luôn. Nếu mà coi thì phải đeo kính vào mới nhìn thấy. Đây có một cái tem tên ha. Con này là 93-95%. Nhưng mà đúng chuẩn là 93-94 thì nó đẹp hơn. 800.000 mã 34. Tiếp một cái quần này của không quân là chất vải kaki caro. Con này bị mất một cái cúc và cái cúc cài là cầm bên tay phải, lỗ là bên tay trái nha. Lưng là lưng chun 8 tứ hộp, bụng là 70, căng hết cỡ là 82. 70 căng hết cỡ là 82, dài quần là 100, hàng cấp phát của lính Mỹ nha anh em. Bên này đều và đẹp hết, chỉ có mất cái nút thôi.
93 đến 96%, 300.000 mã 33. Cái một con quần cái vải cơ kia bụng của nó là 70, bụng 70 dài là 98, dài 98. Đấy, từ trên này xuống đều và đẹp hết, quá đều luôn, không có vết in nút luôn. 93-95% em bán 300.000 mã 32 bằng một cái quần sọc, bằng áo, à bằng giá, cắt rẻ hơn giá một cái quần sọc. Quần này thì kaki chân vàng, kaki chân vàng nhé. 44, con này bùng 64, dài quần là 100. Đấy, trên xuống đều đẹp hết nha. Con này là đồ mới là 93-95%, 450 mã 31. Quần này bình thường em bán là bao nhiêu ạ? 900.000. Cái một con áo Vadesi, lót Vadesi mùa đông à. Con này ở trong là short nụt lắm à. Nó là size medium regular. Ai có áo Vadesi medium regular thì chốt cái lót này về giùm em. Em bán rẻ con này cho em luôn nè, 250 mã 30 medium nhá. Ai vừa medium thì mới chốt được. Tiếp cái quần này của không quân chất vải caro, cái bụng của nó là 80 và căng hết cỡ là 84 hộp, dài quần là 94. Anh em tranh thủ chốt đồ đẹp đi anh em ạ. Chỉ còn moment một vài like nữa thôi là em lại quay lại xã hàng lỗi. Bây giờ hết hàng rồi. Mới khui 3 kíp thì ăn nhầm gì đúng không? 2 kíp đồ này thì ăn nhầm gì? 2 kíp đồ này được một kíp được 5-70 cái chứ mày. 5-70 cái thì 2 kíp có 100 cái thì 120 à 140. Thì không like được mấy like. Một ngày em lên 100 cái đồ. Anh thấy, từ 1 tới 100 là một sáng tới tối là có 100 à. Là nó đã hết 100 cái rồi. Rồi, hết nha. Con này đều và đẹp 93-95% và chốt giùm em là 300.000 mã 29. 300.000 mã 29 là con slot đẹp nữa nè. Nhưng mà con này vẫn bị nám à, vẫn bị nám này nha. Áo thì đẹp lắm ha, nhìn đang mướt ha. Cái lúc mùa hè con này salad 42-44, hàng cấp phát tàu hàm của lính Mỹ. Con này salad nha, vai của nó là 52 và dài áo của nó là 70. Đằng trước là rất là đẹp trai đúng không? Con đằng trước này là có khả năng là 3 triệu này. Nhưng mà quay ra đằng sau này thì không được. Ở trên cái bả vai này nó bị rút hai sợi chỉ nha anh em. Đấy. Rút hai sợi chỉ này. Đấy, đằng sau này nó bị dính dơ, bị tắc lửa đó. He he nhẹ thôi nhá. Con này còn vô tư duyệt đi. Quá là đẹp luôn. Ở cổ bắp tay này nó bị dơ này. À, anh em phải coi lường sức được có duyệt được cái cổ tay này không nhá. Đây là nó bị dơ chứ không phải táp lửa đâu. Bị dơ này. Và trên cổ tay này nó bị rút mấy sợi vải. Mấy sợi vải này nó bị ngoắc vào đâu, nó bị rút nhẹ nhẹ. Thì em bán con này giá là 1.8 triệu. 1.8 triệu nha. Con này dễ ăn đấy. Con này còn tha hồ đẹp. Còn bình thường là nếu mà cái mặt tiền đằng trước này mà nó đều như đằng sau này anh em dính đúng 3 triệu không có tật đâu ấy. Con này vai 51, dài áo là 67. Là em đo từ cái nức này nhá, không phải đo trên này. Nếu mà đo trên này là ra 70 này. Em đo cái nức này này mà đúng chuẩn là phải đo từ đây này. Nhưng mà vẫn trừ tới đây cho anh em luôn. Trừ hao là lỡ anh em mà không thích ngắn, đúng không? Không thích ngắn. Con áo nhìn đằng trước phê không? Quá trời là đẹp luôn. Salad 70-80 kg. 70-80 kg. Anh em nhìn cái vết dơ này coi giặt được không nhá.
Em bán con này 1,8 triệu. Mã 28. 1,8 triệu mã 28. Đấy, bây giờ là anh em thấy đồ đẹp hiếm không? Em bán đồ đẹp đầu tiên, ai mua được con đẹp, cần sưu tầm cho mình một con đẹp là tranh thủ quất lẻ lên. Tới khi muốn tìm một con đẹp để mà giao lưu không có nữa đâu. Nhiều khi mình có tiền mà cũng chưa chắc đã mua được đồ nha. Đó, con này là mùa đông mà tem nó mất tiêu rồi. Tem mất tiêu rồi nha. Cái cổ này he he nhẹ thôi nhưng mà con này đều màu. Mùa đông mà he rất là đều ấy. Đều rất rất luôn. Cổ tay, bắp tay nhưng mà bo nó bị rách lủng. Thay luôn bộ bo giùm em. Thay luôn bộ bo, con này là đều màu rất rất. Con này em kêu đẹp nè. Nó bị táp lửa nhưng mà rất là đều. Nó nung đều như kiểu mình nung vàng vậy đó. Rất là đều, đẹp. Con này em chấm. Con này mùa đông nha, không phải mùa hè. Vai 56, con này ít lát thì... Dài áo là 66. Nếu mà đo trên này nó ra là 70. 66 ít lát là con này 80-90 kg. 80-90 kg. Ai to chốt con này dùm em ha. 80-90 kg. 1,7 triệu mã 27. 1,7 triệu mã 27. Tức là em cho anh em dòm cái đầu khóa đồng khối của nó này và cái đầu cài ngon lành cành đào nha. Mã 27, 1,7 triệu. Hết rồi. À, đang còn một bộ nữa. Hôm qua ai chốt một bộ này, anh Ngọc Đắk Nông phải không ạ? Anh Ngọc Đắk Nông chốt một bộ, còn một bộ này duy nhất nữa là không có bộ nữa. Tức là thường có bộ để bán đâu. Bộ này Navy Seal hàng cấp phát của lính Mỹ. Còn đẹp, đồ mới là cao. Em bao hàng cấp phát nha. Em coi cái tên này. Fit. À, cái tên này coi nó có trùng tên của thằng lính này không nha. Đây, chuẩn một bộ của một anh chàng luôn. Đấy. Em tên cùng tuổi của nó luôn nhá. Được một bộ hôm qua, một bộ không biết là anh Ngọc chốt là vai bao nhiêu em quên mất rồi. Con này là vai 42 năm, chất vải Cro hàng cấp phát, dài áo là 68. Mấy cái này có hàng nhái nha. Có hàng nhái hết á. Và chất liệu của hàng nhái, nếu mà người sành điệu chỉ cần sờ một phát là biết ngay. Biết ngay à. Cái thằng hàng nhái nó nóng lắm. Rồi, đều và đẹp tuyệt đối luôn cho anh em ha. Cái bụng của nó là 98 và căng hết cỡ là 84 được. 98 là 84. Con này 6-70 kg. Đúng size small. Dài quần là 102, small là 6-70 kg đó. Bao đẹp luôn và không có bộ thứ ba nữa đâu nha. Lô này em về chỉ được 2 bộ duy nhất và chốt chùm em là một bộ này 1,7 triệu mã 26. Ai mà cần có một bộ để về là bận liền, không cần chờ. Bởi vì khi mà mua bán lẻ thì anh em phải chờ nóng. Ngó, dòm ngó cái video của em và theo dõi coi có cái con đó có hay không để chốt về cái bộ. Dòm cũng lòi mắt ra chứ đâu phải xuống xuống đâu đúng không? Rồi chốt giùm em con này mã 26, 1,7 triệu. Thế rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha.